test cái máy cưa xích 38cc nhé, của Ryobi. Chung là máy thì gọi là vừa mới đổ nhớt xong, đổ xăng xong, khói um. Máy chưa sử dụng các bác nhé. Làm xích nó còn chưa có một vết chảy. Cái này thì khách lấy rồi, em test em giao cho khách. Các bác nào mình đang quan tâm tới cái máy cưa xích Ryobi 38cc thì liên hệ em. Cưa xích thì vẫn còn khoảng mấy trăm cây ở đây. Thì các bác nào mình lấy sớm thì em sẽ lựa được cây mới, còn sau này nó hết cái hàng mới rồi thì nó sẽ có cái cây mà người ta đã cắt qua hoặc là sử dụng rồi. Thì khoảng tầm 300 cây cưa xích. Các bác nào đang cần thì liên hệ sớm dùm em để em lựa những cây nào đẹp nhất cho.